là kiều đó hả? Vậy là cái cây này chị bỏ thiếu phân rồi. Giờ chăm sóc nó lại chứ. Cái gì trời. Ở cũng để dữ lắm, dễ cây nữa. Trồng cho nó khơi khơi lên. Cái cây đó chị cũng để ra bị gió thông không đó. Không, chị chở không lấy cây đó rõ giường rồi. Cái nào? Đâu? Trời ơi, chưa mở nhạc nữa trời. Cái chậu này sợ dễ nè.